Trang, 24 tháng 11 năm 2017. Kính gửi Hải Yến. Chiều nay, qua anh Lê Bá Dương, tôi được nói chuyện với Hải Yến qua điện thoại. Trước tiên, cho tôi gửi lời thăm hỏi đến gia đình, chúc sức khỏe, vui vẻ, hạnh phúc và bình an thành đạt. Tôi là khán thính giả của YouTube, nhưng trung thành với Win Win Việt Nam và VN YouTuber. Rất khâm phục về trí tuệ, ý chí, nghị lực, sức khỏe, quyết tâm của Hải Yến đã đưa đến cho tôi cũng như bao nhiêu người nguồn thông tin bất tận. Với tôi, đó là sự thật, nhất là mảng đề tài chiến tranh, cho dù nó đã đi qua mấy chục năm rồi. Là lính chiến trận, tham gia từ mùa hè đổ lửa 1972 đến năm 1977, tôi ra quân để đi học, đi làm. Sau khi nghe Hải Yến đọc về cuộc chiến biên giới phía Bắc, phía Nam qua hồi ký của những người lính trực tiếp đánh trận, tôi đâu ngờ nó còn tàn bạo, khốc liệt, gian khổ hy sinh, đôi lúc đôi nơi còn hơn thời chống Mỹ ngụy. Buồn thay, thông tin chính thống ngày ấy ít quá. Vừa nghe Yến đọc, tôi vừa liên tưởng thời gian lúc ấy, năm ấy, đang là sinh viên tại Sài Gòn, mình đang làm gì? Sao đồng đội mình còn khổ thế? Nước mắt tôi tự dưng ứa ra, Yến ạ. Rồi bao hình ảnh của trận chiến xưa lại hiện về, với bao nhiêu đồng đội tôi chôn lấp nơi rừng sâu núi thẳm. Họ là chiến sĩ vô danh. Tháng 3 năm 2015, tôi theo đoàn cựu chiến binh của sư đoàn 324 tại thành phố Hồ Chí Minh về dự lễ kỷ niệm 40 năm giải phóng Thừa Thiên Huế. Có bác Lê Khả Phiêu dự. Tôi đã viết lá thư ngỏ đưa tận tay thủ trưởng Lê Khả Phiêu. Nội dung: tại sao lại vô danh? Họ có tên tuổi, có gia đình, có làng quê. Họ là những đứa con ưu tú của gia đình gửi cho quân đội cơ mà. Quân Mỹ, quân ngụy, có thẻ bài. Số lính, ví như số điện thoại bây giờ bằng inox đeo ở cổ. Quân đội mình có 13 nước xã hội chủ nghĩa anh em giúp đỡ, sao không làm số lính cho anh em? Một miếng nhôm inox bằng ngón tay cái thôi, sao đến giờ này quân đội ta vẫn không làm? Ai dám nói đất nước này hết chiến tranh, dù dân tộc ta muốn hòa bình mãi mãi? Để lỡ sau này đem trả hài cốt cho gia đình mà bao ông bố bà mẹ già ngóng con, để nghĩa trang không còn hàng vạn nấm mồ vô danh nữa, giờ họ gọi là mộ chưa có tên. Hải Yến biết không, thư tôi yêu cầu bác Phiêu có điều kiện gặp lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước và tướng lĩnh quân đội, làm gấp ngay thẻ bài cho bộ đội. Đấy là ý kiến của hội cựu chiến binh thôi. Hải Yến thân mến, tôi có nghe Yến nói về sự thất bại của sư đoàn dù anh cà đỏ, mũ nồi đỏ tại mặt trận Thượng Đức, Quảng Đà, Quảng Nam năm 1974 mà tôi cùng trung đoàn 3 tham dự. Trong sách miêu tả chi tiết, ác liệt dữ dội lắm Yến à. Anh Diễn, đại đội trưởng đại đội 6, anh Thọ, Thanh Hóa là tiểu đoàn trưởng, sau là anh Hùng, thuộc tiểu đoàn 8 của thân đó. Lính Hà Nội của mình lúc ấy có câu thơ tếu táo rằng: Hoàng Đan thiếu tướng chưa phong, quân dù còn đó đừng hòng mà ra. Chữ ra của lính là ra tiêu cực đó. Còn trận Đắc Pét ở Tây Nguyên, đơn vị mình cùng đơn vị bạn, nghe đâu gần hai sư đoàn đánh tan cứ điểm này đầu năm 1974, toàn lính dân tộc không à? Lâu quá không viết thư, lan man quá, xin lỗi Yến nhé. Xa Hà Nội đã 45 năm, thỉnh thoảng mới về lại, nhớ lắm. Hà Nội đang cái rét đầu đông, tuổi thơ tôi ở đó. Nhớ giữ sức khỏe tốt nghe Yến, chúc Yến khỏe mạnh cùng gia đình
cho thăm ông xã và các cháu. Thân mến, Bùi Ngọc Thân. Quý vị và các bạn thân mến, đây là lá thư tay kèm theo trong gói quà mà Uyên Uyên Việt Nam nhận được. Đó là lá thư của cựu chiến binh Bùi Ngọc Thân. Anh đã gửi cho Uyên Uyên Việt Nam một món quà quý giá, cuốn hồi ký. Trung đoàn một thời chiến trận, tác giả Hồ Hữu Lạn. Trân trọng giới thiệu cùng quý vị và các bạn. Lời giới thiệu. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, cùng với bao địa danh kiên cường của Tổ quốc, giải đất trị thiên, một chiến trường đầy ác liệt, gian khổ và chói lọi vinh quang. Trải qua hàng chục năm chiến đấu quyết liệt, trên giải đất này đã hun đúc, đào luyện nên nhiều tập thể và cá nhân tiêu biểu xuất sắc. Trong đó có Trung đoàn 3, Sư đoàn 324 là một tập thể anh hùng. Đồng chí Hồ Hữu Lạn là một cán bộ chỉ huy chiến đấu xuất sắc. Từ năm 1970 đến ngày cuộc kháng chiến chống Mỹ hoàn toàn thắng lợi, tôi đảm nhiệm cương vị Phó chủ nhiệm chính trị quân khu Trị Thiên, rồi chủ nhiệm chính trị quân đoàn 2. Chính trong thời gian đó, tôi biết Hồ Hữu Lạn là tiểu đoàn trưởng, rồi trung đoàn trưởng Trung đoàn 3, Sư đoàn 324. Qua trực tiếp chỉ đạo, theo dõi quá trình tham gia chiến đấu, tôi nhận thấy đồng chí Lạn là một cán bộ chỉ huy chiến đấu dũng cảm, mưu trí, chủ động, sáng tạo, lập được nhiều chiến công bằng năng lực, phẩm chất và công tích trên từng nhiệm vụ. Đồng chí Lạn luôn được cấp trên tin tưởng, cán bộ chiến sĩ trong đơn vị quý trọng. Đồng chí Hồ Hữu Lạn đã từng tham gia chiến đấu ở chiến trường Lào, chiến trường Bắc Quảng Trị, chiến dịch tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 ở Huế. Trong chiến dịch phản công đường 9 năm Lào, đồng chí Lạn là tiểu đoàn trưởng chỉ huy đơn vị đánh thắng nhiều trận, góp phần vào chiến thắng chung của Sư đoàn 324 cũng như của toàn mặt trận. Năm 1972, trên cương vị là trung đoàn phó, đồng chí Lạn đã cùng với các đồng chí chỉ huy Trung đoàn 3, Sư đoàn 324 tổ chức chỉ huy đánh địch trên đường 12, động tranh, thắng lớn. Đặc biệt là tháng 5 năm 1974, Trung đoàn 3, Sư đoàn 324 được giao nhiệm vụ vào Tây Nguyên tham gia chiến dịch tấn công giải phóng quận lỵ Đắc Pét, Kon Tum. Tiếp đến, từ tháng 7 đến tháng 12 năm 1974, Trung đoàn 3, Sư đoàn 324 phối hợp Sư đoàn 304, Quân đoàn 2 tiến công giải phóng khu quân sự và quận lỵ Thượng Đức, Quảng Nam, rồi kiên cường phòng ngự bảo vệ giải phóng Thượng Đức trước sự phản công điên cuồng quyết liệt của Sư đoàn Dù quân ngụy. Trên cương vị là trung đoàn trưởng, đồng chí Hồ Hữu Lạn đã có công lớn cùng tập thể đảng ủy, thủ trưởng Trung đoàn 3, chỉ huy đơn vị vượt qua mọi khó khăn ác liệt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chiến công xuất sắc của Trung đoàn 3 mà đồng chí Lạn làm trung đoàn trưởng trong trận Đắc Pét và chiến dịch Nông Sơn Thượng Đức có ý nghĩa rất lớn cả về chiến thuật, chiến dịch trong bước phát triển mới của cuộc chiến, tạo đà, tạo thế, tạo tiền đề và tạo niềm tin vững chắc cho một thời kỳ mới tiến tới giải phóng hoàn toàn miền Nam. Cuốn hồi ký Trung đoàn một thời chiến trận của đồng chí Hồ Hữu Lạn đã ghi lại những sự kiện, những trận chiến đấu, những chiến dịch mà đồng chí trực tiếp tham gia trong chiến tranh và những nhiệm vụ đồng chí đảm nhiệm sau này. Phần chủ yếu của hồi ký là kể về thời kỳ chiến đấu ở Trung đoàn 3, Sư đoàn 324. Đây là sự hồi tưởng của tác giả tái hiện trung thực, sinh động về cuộc chiến đấu ngoan cường, mưu trí, sáng tạo trên chiến trường, những chiến công chói lọi cùng sự hy sinh to lớn của cán bộ, chiến sĩ ta. Trong đó có nhiều chiến dịch, nhiều sự kiện đã đi vào lịch sử. Với sự trải nghiệm phong phú và sự thể hiện chân thực của tác giả, cuốn hồi ký có nhiều tư liệu quý, rất cần cho công tác học tập, nghiên cứu và huấn luyện trong các đơn vị quân đội. Bằng nhận thức và tình cảm sâu nặng của mình viết cuốn hồi ký này, đồng chí Hồ Hữu Lạn đã trân trọng nâng niu những chiến công, những kỷ niệm đẹp đẽ của một thời trận mạc, tri ân những đồng đội một thời hoa lửa. Đây không còn là hoài niệm
cảm xúc của một người mà thông qua đó người đọc, nhất là thế hệ trẻ, hiểu thêm về một thời kỳ lịch sử hào hùng của quân đội ta, của dân tộc ta. Với tất cả những điều đó, tôi giới thiệu cuốn hồi ký Trung đoàn Một thời chiến trận của đồng chí Đại tá Hồ Hữu Lạng cùng bạn đọc. Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2011. Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Lời thưa trước, cùng các đồng chí và bạn đọc. Qua tháng năm càng đậm in ký ức, giữa ngày vui ai mất ai còn, trang sử vàng thắm mãi tên anh, mẹ Việt Nam không bao giờ quên lãng. Đó là bốn câu kết trong bài thơ Nhớ về đồng đội tôi viết năm Đinh Hợi 2007. Năm đó, đất nước hòa bình thống nhất đã hơn 30 năm, công cuộc đổi mới đạt được nhiều thành tựu, cuộc sống nhân dân cả nước ngày được cải thiện, vết tích chiến tranh hầu như đã được hàn gắn và sẽ qua đi. Nhưng vết thương lòng, nỗi nhớ thương của những người mẹ, người vợ, những người con, những anh hùng liệt sĩ theo thời gian lại càng sâu đậm. Vết thương lòng còn mãi chịu nặng trong những người đã mất người ruột thịt, những người mang thương tích, chất độc da cam, xói mòn sức khỏe, tuổi thọ, những thế hệ con, cháu bị dị dạng, dị tật với cuộc sống khốn khó trong gia đình các anh em cựu chiến binh. Chúng tôi, những cán bộ chiến sĩ trên chiến trường Trị Thiên vô cùng ác liệt, gian khổ, sống chiến đấu trong mưa bom bão đạn, mưa chất độc hóa học, thiếu muối, đói cơm, ăn rau rừng đánh giặc. Những con người ra đi theo tiếng gọi của Đảng, không tiếc tuổi thanh xuân, quyết giành độc lập tự do, thống nhất đất nước. Từ những con người, những sự kiện chân thực đó đã thôi thúc tôi viết những dòng hồi ký này. Vì cuộc chiến lùi dần, càng có thời gian hồi tưởng, hiện ra trong ký ức biết bao kỷ niệm xương máu, tình đồng đội. Có người nói, viết hồi ký là để nói về mình, cho mình, có phần tô điểm thêm. Riêng tôi nghĩ khác, xuất phát từ sự tri ân, tưởng nhớ đồng đội mà viết. Tôi muốn ghi lại, ôn lại truyền thống trung đoàn, sư đoàn đơn vị tôi từng chiến đấu, trưởng thành, lột tả cuộc chiến ác liệt, hy sinh anh dũng của các đồng chí bạn bè. Nhắc lại tên tuổi, đồng đội là được thắp nén hương lòng, nhớ họ trong đời. Tôi ghi nhớ những bạn bè, đồng chí đã cùng tôi chịu đựng gian khổ hy sinh, đoàn kết thành một khối, đấu trí, đấu lực với kẻ thù, tàn bạo, tiêu diệt và đánh bại các sắc lính hung hãn nhất của Mỹ ngụy như quân dù, thủy quân lục chiến, bộ binh chủ lực, biệt động quân, biệt động biên phòng, biệt kích, thám báo, bảo an, dân vệ, các đảng phái phản động và ngoan cố ác ôn nhất. Những chiến trường, những địa danh mà trung đoàn, sư đoàn bước chân đến, chúng tôi đều nhanh chóng thích nghi, nhập cuộc, đoàn kết khiêm tốn học tập bạn, vượt lên thử thách, chiến thắng vẻ vang, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chúng tôi tự hào là đến đâu cũng được nhân dân, cấp trên yêu mến tin tưởng. Trong chiều dài lịch sử chiến đấu, trung đoàn đã có nhiều ưu điểm, vấp váp khuyết điểm ít, đặc biệt chưa nếm mùi thất bại. Tôi muốn lột tả những gian khổ hy sinh trong cuộc thiếu đói, trong các mùa, thời tiết khắc nghiệt qua các giai đoạn cách mạng. Cán bộ chiến sĩ trung đoàn, sư đoàn đã đồng cam cộng khổ, khắc phục mọi khó khăn để chiến đấu và chiến thắng trên các chiến trường. Tôi muốn ghi tên rất nhiều các đồng chí đã hy sinh anh dũng, muốn ghi danh những anh em đã lập chiến công và khi về đời thường thành đạt, các anh thương nhớ nhau, lập nên những ban liên lạc truyền thống, hàng năm gặp mặt thăm hỏi, nâng niu tình cảm đồng đội. Tôi cảm kích với những tấm lòng nghĩa tình đó và luôn luôn muốn tham gia gặp mặt đồng chí đồng đội.
là một cán bộ được sống trong một đơn vị giàu truyền thống, với các lớp đàn anh thông minh dũng cảm, mẫu mực, với rất nhiều đồng đội trung thành, xả thân vì nước, tôi đã dần dần phát triển, trưởng thành. Từ một cán bộ trung đội, đại đội, ngày đầu thành lập 13 tháng 5 năm 1965, khi rời khỏi trung đoàn tháng 9 năm 1977, tôi làm trung đoàn trưởng. Vinh dự hai lần tham gia giải phóng thành phố Huế 1968-1975, tham gia các chiến dịch lớn và hai trận đánh lịch sử Đắc Pét, Thượng Đức. Trong hồi ký này, tôi chưa lột tả hết được. Trong hồi ký này, tôi vẫn chưa lột tả hết những chiến công, những gian khổ hy sinh của đồng đội ở chiến trường. Không thể kể xiết những gì đã diễn ra với cán bộ, chiến sĩ, có khi ngoài sức tưởng tượng, chịu đựng của con người. Ngày nay, khi nhìn lại những gì đã vượt qua, đã chiến thắng, càng tự hào về ý chí sắt đá, dũng cảm vô biên và chiến công oanh liệt của chúng ta, bộ đội Cụ Hồ đã trở thành huyền thoại. Có thể những người sau này trong môi trường hiện tại không hiểu được, không thể tưởng tượng và hình dung được những gì cha anh mình đã vượt qua. Mong rằng thời gian sẽ đem lại cho họ niềm tin và tự hào. Cũng mong rằng khi những dòng hồi ký này đến tay các bạn, sẽ được các bạn đón nhận như món quà giúp các bạn nhớ lại một thời, hiểu thêm đồng đội và mình. Các bạn sẽ dừng lại, suy ngẫm trước vong linh của các đồng chí có tên và chưa có tên trong sách, hay nhớ về họ, tạo điều kiện thăm hỏi, an ủi gia đình, thân nhân các liệt sĩ và bạn bè cùng đơn vị. Đó là nguyện vọng tha thiết để tôi cố gắng đem hết tâm trí và tình cảm viết nên những dòng hồi ký chân thực, mộc mạc này. Đại tá lương y Hồ Hữu Lạn. Bước ngoặt cuộc đời. Quê tôi ở xã Quỳnh Lương, Quỳnh Lưu, Nghệ An. Cha tôi là Hồ Hữu Huấn, sinh năm 1893, mất năm 1953. Mẹ tôi là Phạm Thị Khờng, sinh năm 1895, mất năm 1977. Cha mẹ có 6 người con, 2 chị gái lấy chồng, còn 4 anh em trai, trong đó có tôi là em út. Năm học 1956-1957, xã Quỳnh Lương, Quỳnh Lưu, Nghệ An có 4 anh em học lớp 7, trường cấp 2 Quỳnh Lưu tại xã Quỳnh Đôi. Kết thúc năm học 1957, tôi tốt nghiệp 7 trên 10. Không có điều kiện học cấp 3 trường Huỳnh Thúc Kháng tại thành phố Vinh, tôi đành bỏ học, ở nhà làm ruộng trong đội hợp tác xã. Cha tôi mất sớm, các anh chị có gia đình phải ở riêng. Mẹ tôi còn lại con bò đem hóa giá, góp vào tài sản hợp tác xã, được hợp tác xã giao cho chăn nuôi, mỗi năm 70 công, được 70 cân thóc. Trong dịp thực hiện nghĩa vụ quân sự đầu tiên năm 1958, tôi xung phong vào bộ đội. Qua 2 vòng tuyển ở xã và huyện, ngày 17 tháng 5, chính quyền và nhân dân xã Quỳnh Lương tổ chức tiễn đưa anh em thanh niên lên đường nhập ngũ. Đoàn người phấn khởi lên đường, nhiều anh nhận quà của gia đình và người yêu, ra đi rất phấn khởi. Vào Yên Lý, huyện Diễn Châu, đơn vị nhận quân khám lại lần 3 rất kỹ, sàng lọc lấy sức khỏe loại A1, A2. Loại B trở xuống cho về quê. Nhiều anh em xin đi không được, khóc. Cũng thật dày dà, vì quà, vật kỷ niệm, hứa hẹn đầy đủ rồi, giờ quay về ngượng chết. Tôi sung sướng được trúng tuyển loại A1. Sáng 21 tháng 5 năm 1958, sau khi nhận đầy đủ quân trang, mặc đồng phục, tập trung ra sân bóng làm lễ nhập ngũ. Chúng tôi, hơn 300 tân binh với mũ áo, giày dép, ba lô, chăn màn mới tinh, tập hợp biên chế thành tiểu đội 12 người, trung đội 36 người, 3 trung đội là 1 đại đội, 3 đại đội là 1 tiểu đoàn. Cán bộ khung từ trung đội đến tiểu đoàn trưởng dẫn chúng tôi tập hợp,
thành một khối người quần áo chỉnh tề, đồng bộ màu xanh ngắt, làm lễ chào cờ, thủ trưởng tiểu đoàn giao nhiệm vụ và hành quân theo đường số 1 ra Bắc. Ngày 21 tháng 5 năm 1958 là mốc son cuộc đời quân ngũ. Từ Yên Lý, Diễn Châu, đoàn quân đi bộ ra Ninh Bình, vai đau, chân mỏi và phồng rộp. Nhiều anh em không đi được giữa mùa hè nắng gắt, nhưng cũng là một thử thách đầu tiên của các chàng thanh niên còn tuổi học sinh như tôi. Từ Ninh Bình ra thành Bắc, nay là trường sĩ quan chính trị, thị xã Bắc Ninh, hành quân bằng tàu hỏa, chúng tôi về trung đoàn 249 công binh, đồng chí Hoàng Đình Luyến, trung đoàn trưởng, đồng chí Tô Hoán, chính ủy. Đoàn quân thật phấn khởi, được cán bộ chiến sĩ đơn vị ra tận ga Bắc Ninh đón và đưa vào thành. Về doanh trại đã bố trí sẵn, cứ theo từng tiểu đội vào vị trí, được các anh tiểu đội trưởng, tiểu đội phó là cựu binh hướng dẫn ăn ở và những quy định bước đầu trong quân đội. 6 tháng huấn luyện tân binh là thời gian vào đời quân ngũ thật căng thẳng, vất vả. Huấn luyện quân sự không kể mưa nắng, giờ giấc khít khao, giờ nào việc nấy, từ 5 giờ thức dậy đến 21 giờ 30 phút điểm danh lên giường ngủ. Báo động, gác đêm là những việc mới mẻ, khó chịu vậy, rồi dần dần cũng quen, chuyển sang thoải mái, bình thường. Cuối tháng 11 năm 1958, tiểu đoàn tân binh bổ sung về cho 3 tiểu đoàn. Nhiều anh em ăn cơm quân đội, huấn luyện, nghỉ ngủ, có giờ giấc, điều độ. Có anh tăng 5-6 cân, tôi cũng tăng từ 48 lên 52 cân và cao từ 1m58 lên 1m63. Tháng 9 năm 1959 về phép, mẹ và các anh chị rất mừng, thấy tôi lớn lên nhiều, khỏe mạnh. Tháng 12 năm 1958, tôi được bổ sung về tiểu đội 9, trung đội 3, đại đội 6, tiểu đoàn 2, trung đoàn 249 công binh. Tôi còn nhớ đồng chí Nguyễn Mười, tiểu đội trưởng, đã 36 tuổi, người Quảng Ngãi, thương tôi như em út, bày dạy hướng dẫn mọi điều. Toàn đơn vị đi làm thủy lợi Bắc Hưng Hải, công trình thủy lợi lớn nhất miền Bắc. Công binh được giao nhiệm vụ đào cống chắn cát cạnh bờ sông Hồng, một phần của làng Bát Tràng, lại phụ trách lòng kênh. Chúng tôi gánh đất từ độ sâu 18 mét, chạy lên dốc, ra đổ bờ sông Hồng cách khoảng 300 mét. Ngày ăn 4 bữa, ban đầu chạy 3 ca. Về sau, nếu làm 3 ca thì không có thời gian kéo dài, nên làm 2 ca để đạt 12 giờ một ngày. Năng suất cứ tăng dần, từ 3 khối, 4 khối một người một ngày, lên 12 khối ngày. Tăng được 1 mét khối, 3 ngày liền. Cột cờ thi đua trồng lên một lá. Sư đoàn 305 bộ đội miền Nam làm giỏi nhất. Cờ trồng đến 16 lá. Có đồng chí nuôi quân gánh 8 thùng nước, 160 cân. Sư đoàn 304, đoàn Vinh Quang. Sư đoàn 308, đoàn Quyết Thắng. Các sư đoàn chủ lực thi đua đuổi nhau từng đợt, cờ trồng đỏ cả công trường, tiếng loa đài hát hò suốt ngày đêm, không khí vui tươi náo nhiệt, hát bát ngát một vùng. Tiểu đoàn 2 chúng tôi có đồng chí Thâm khỏe, chắc gánh được 6 thùng nước, 120 cân. Những giờ thi đua tôi gánh được 90 cân, thường xuyên là 70 đến 80 cân. Bộ phận thi đua bắc cân kiểm tra. Sau một tháng lao động trên công trường Bắc Hưng Hải, đơn vị rút quân về chuẩn bị huấn luyện.